Thưa quý vị, giải võ thuật cổ truyền toàn quốc năm 2021 diễn ra tại thành phố Hải Phòng từ ngày 12 đến 25 tháng 12, thu hút 276 vận động viên đến từ 21 tỉnh thành và ngành trong cả nước tham dự. Đội tuyển võ thuật cổ truyền Bà Rịa Dũng Tàu tham dự 11 vận động viên, hai quân đường viên thi đấu 7 nội dung quyền, 4 nội dung đối kháng và đã thi đấu xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Trong trận chung kết tranh huy chương vàng đối kháng hạng cân 50 kg dành cho nam diễn ra chiều ngày 25 tháng 12, Dự động viên Trần Ngọc Hải của Bà Rịa Dũng Tàu xuất sắc hạ knock ao đại diện của thủ đô Hà Nội, bảo vệ thành công tấm huy chương vàng mà Ngọc Hải đã giành được cách đây một năm. Tấm huy chương vàng của võ sĩ Trần Ngọc Hải cũng giúp đội tuyển võ thuật cổ truyền Bà Rịa Dũng Tàu hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra tại giải võ thuật cổ truyền toàn quốc năm 2021 với tổng cộng một huy chương vàng, một huy chương bạc và ba huy chương đồng. Đây là thành quả đáng ghi nhận vì trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, tác động đến nhiều lĩnh vực các đội tuyển thể thao thành tích cao của Bà Rịa Dũng Tàu phải nhường đại bản doanh cho công tác phòng dịch. Thế nhưng các huấn luyện viên, vận động viên võ cổ truyền vẫn khắc phục khó khăn, nỗ lực tập luyện, liên tục thi đấu thành công tại giải quốc gia.